Xin chào các bạn. Thì ngày hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn làm mì trộn tại nhà ha. Ok, ở đây mình có mì kokomi thì mình dùng mì kokomi. Bạn nào thích ăn mì hảo hảo thì làm mì hảo hảo. Thêm một trái trứng này các bạn. Ok, thì nguyên liệu để làm nước sốt thì gồm nước mắm, tương ớt, đường và hành chanh nha các bạn. Theo mình sẽ pha theo tỷ lệ là 1 muỗng tương ớt, 1 muỗng đường và 1 muỗng nước mắm nha các bạn. Dắt thêm chanh vô. Đây nếu bạn nào muốn ăn cay á thì hãy thêm ớt bằm vô nữa hoặc là thêm tương ớt vô nữa nha, đơn giản thôi. Giờ mình sẽ trộn sốt vào mì nhé các bạn, nhớ trộn đều nha, ăn cho nó ngon. Rồi, sau khi trộn xong mình sẽ đưa cho thằng em của mình ăn thử để đánh giá nha các bạn. Mình đảm bảo rất là ngon, chua chua, cay cay, mặn mặn, ngon ngọt, ngon các bạn, đơn giản nữa. Ok, mình xong rồi, bây giờ mình cho em mình thử. Dứt. Hấp dẫn lắm các bạn, cũng rất đơn giản. Sao, thấy sao? Được không? Được. Ngon.